Mới đây, tạp chí đầu tiên dành cho cộng đồng người châu Á đang sinh sống tại Mỹ, Asian Premier Magazine đã có buổi ra mắt hoành tráng tại thành phố Costa Mesa thuộc tiểu bang California, Mỹ. Ladies and gentlemen, Asian Premier Magazine, our next awardee is Darren Nguyen and Tiffany of ADK Bancorp. Darren and Tiffany, can I get to the stage? Can I get Darren and Tiffany Nguyen of ADK Bancorp to the stage? Sinh xung quanh của chúng ta, và nó cũng giúp cho các thế hệ trẻ mà không có đọc được tiếng Việt bây giờ biết cái magazine này để biết là một người gốc Việt và một người Á Châu ở nước ngoài chúng ta. Asian Premier Magazine ra đời với mong muốn mang đến cho độc giả Mỹ một cái nhìn sâu sắc và chi tiết hơn về cộng đồng người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, thông qua những câu chuyện được kể lại từ các doanh nhân, các nhân vật thành công có tầm ảnh hưởng tại đây, bạn đọc có thể biết thêm về văn hóa,
những bài học giá trị trong cuộc sống và cũng từ đó vinh danh những cá nhân đóng góp lớn cho xã hội. Đây cũng là bước đi đầu tiên nhằm gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng, từ đó xây dựng các quỹ hỗ trợ, quyên góp giúp đỡ cho những người châu Á sinh sống tại Mỹ. Thứ nhất là anh rất là hãnh diện và chúc mừng cho ban tổ chức đã ra một cái magazine gọi là Asian Premier Magazine. Có nghĩa là cái magazine này đại diện cho hết cộng đồng của người Á Châu mình. Riêng đó là người mà sáng lập ra cái công ty này đó thì họ là người Việt Nam, nên họ sẽ chú trọng về người Việt Nam nhiều hơn nữa. Nhưng mà đây là cho cộng đồng Á Châu. Thì trong đây đó thì họ sẽ nói về nhiều cái vấn đề giống như là xã hội, entertainment, rồi culture, rồi những cái văn hóa này của mỗi nước khác nhau. Có nghĩa là họ sẽ tìm những cái gì đặc biệt cho mỗi cái culture đó và họ sẽ viết về cái môn đó hoặc là cái người đó, hoặc là những cái giống như là công ty giống như Remy Martin là sponsor những công ty Mercedes, hay là công ty mà hôm nay mở tổ chức ở đây đó gọi là Rose for Boys đó, là một công ty furniture high end của Paris. Thì đó là những cái mà họ muốn feature mà cho cái nền văn hóa và cái nét đẹp của người Á Châu mình. Mình rất là hạnh phúc và rất là vui thấy khi mà người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng có một cái tờ tạp chí rất là high quality mang đến với cộng đồng bạn và bạn cộng đồng chúng ta. Trong quá trình sản xuất thì rất là khó khăn, tại vì bên tạp chí cho tụi này đúng là một tuần là vừa ra ý tưởng, vừa ra concept, vừa lên hết một cái tìm những cái trang phục cho bìa báo và chụp hình và vừa edit luôn, là trong vòng từ 7 đến 9 ngày là đã sản xuất ra một loạt hình để mà chọn ra cái bìa để mà quý vị thấy trên cái bìa báo lần này. Lần này thì concept thì ở bên tạp chí và với người mẫu của trên tạp chí là Jessica Hồ Thanh Trúc, thì muốn mang đến một cái sự vừa rất là châu Á, vì đây là tháng 2 và cái tháng giêng là Tết của chúng ta, thì muốn cái gì đó nó mang đến cái âm hưởng văn hóa Việt Nam châu Á nhưng rất là modern, và khi mà những người đọc giả nước ngoài họ nhìn vào cũng có thể cảm giác được đây là một cái tạp chí mà cao cấp. Thật sự là hôm nay và anh rất là vui mà phải nói được cũng rất là vinh dự. Coi như là cái sản phẩm này lần đầu tiên cái tờ báo phát hành mà coi như là được anh thích kê cái bìa, thì coi như là có một cái niềm coi như là cũng rất là hạnh phúc. Tại vì nếu mà đã phát hành nhiều số rồi thì mình không nói, đây là cái cuốn đầu tiên để ra mắt tất cả độc giả, không phải chưa riêng Việt Nam nha, mà toàn Á Châu luôn, những cái Việt Nam Á Châu. Thì phải nói là cái bìa này là một cái bìa mà nó cũng hơi khó cho anh, là tại vì lần đầu tiên mình cũng chưa biết cái guideline như thế nào để mình thực hiện cái bìa, mà mình chỉ làm việc theo một cái sự phán xét thôi, coi như là mình làm sao một cái sự tuyệt đối mà nó mang tính chất gọi là fashion, mà thời trang ấn tượng, mà màu sắc phải bắt mắt nữa, nó có nhiều cái có nhiều áp lực á để tạo một cái bìa. Thì vì vậy mà đối với anh thì anh cũng đã try hết sức rồi, nhưng mà mình cũng phải làm sao để cho nó dung hòa, để cho mỗi người nhìn vào và nó thích hợp trong cái dịp đầu năm nữa. Chứ nếu mà mình làm một cái gì đó nó có vẻ là nó fashion nhưng mà nó lại không thích hợp vào cái dịp đầu năm thì cũng không thành công. Thì cái đó là cái mà cũng nhờ là người em của anh là Victor, thì he come up với lại về những cái gì mà mình nghĩ trong đầu, hai anh em đã nghĩ ra ý tưởng. Và cái khó nhất lúc nãy giờ là em có nói là bên tạp chí cho mình có under 10 ngày, dưới 10 ngày để mà sản xuất ra một cái loạt ảnh để mà đi cái bìa báo. Dưới 10 ngày thôi mà phải take care cả quần áo, rồi phải kiếm location nữa, rồi lên ý tưởng, thì nó quá là cận đi để cho mình thực hiện được một ảnh. Nhưng mà cũng may mắn là sau khi ra thì để gửi cho độc giả và những người cho hai bạn để gửi cho trò soạn, thì những người đã chuẩn bị và họ đã rất là happy với cái bìa. Đó là một cái sự rất là vui của tụi này. Huy Trinh cũng xin chúc cái tờ báo Premier Asian Premier Magazine này lúc nào cũng phải nói là được nhiều người thu hút của nhiều độc giả, mà không phải của Việt Nam nha, toàn Asian, những người mà sống ở tại Mỹ. Và phải nói là càng ngày tờ báo càng phát triển, mà tờ báo sẽ rất là dày hơn nữa và có nhiều quảng cáo. Victor cũng xin chúc cho tạp chí Asian Premier Magazine luôn thành công và luôn có một cái sự mới mẻ mang đến cho độc giả.